chứ là nhân học đủ thứ vô chi thanh tịnh đạo tràng để nó không nghe nói. Nghĩa là phòng nhân tiện dụ đều là thanh tịnh đạo tràng đó, dám nói vậy đó mà hơi vô tiện dụ một khẩu thì nằm lăn kia đi. Và dám nói đạo tràng nên đi này tới bên kia là tới là tới là tới. Chỉ bảo các người thực hành làm việc chân thực những ai thành tâm và tâm và tâm tổ tâm và như thế này nghe ra tâm và tâm nhận thế như là họ không thể quy được cao thì thấy tâm pháp được và hẹn như thế sinh là lại còn làm các muốn được
cái tập này thôi. Rồi nhớ là gì nè, vui mừng là loại đầu nào, thân gian thì được chứng chào Phật tâm. Mình là ngọt thân gian thì được, lúc nào cũng tính tổng, lúc nào cũng hướng về Phật tâm, rồi thân chào Phật tâm. Chứ không phải là tu là cứ vô chào rồi Phật tâm, chứ vậy là không đâu, không phải đâu. Chỉ là mình phải nên kiếm chào, hướng về Phật tâm, chân tâm hơn. Ngã mạng mai tướng dễ tâm, tháng giải con kéo quỷ lâm một lần. Nếu mà con người không cho một cái sự hiểu biết tốt nhất, không có duy trí tuệ mang vào một phơi, cho nên người ta nói là tu hành là lúc nào cũng là cái hữu rồi. Con người mang duy trí tuệ, giống như cảnh giác mà nó nói. Vui mừng là loại hồn nào, ngã mạng mai tướng dễ tâm, tháng giải con kéo quỷ lâm một lần. Phật hay là Phật nữ, có nhiều người cũng Phật mà.
thì thật ra Đức Tăng Nha Bồ Tát này là một vị tổ Phật. Một vị tổ Phật như các vị đã biết, khi đã thành đạo chứng quả luôn luôn là chiếm hữu thành nam. Nhưng mà tại sao khi mà đi hiện đến các nước ở như là Trung Hoa, Nhật Bản, Đài Loan cho đi Việt Nam thì là tính thân là nữ, và vì việc đó cũng là một tấm lòng đại từ đại bi thành thân. Từ mỗi một năm các vị Bồ Tát khác chỉ có một, nhưng mà Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đã đến ba ngày, tức là ngày nào tháng nào này, 19 tháng 2 âm lịch, và tới 19 tháng sau, 19 tháng Việt Nam chư tổ nguyện ý, bởi vì cái công hạnh của Đức Quán Thế Âm á quá cao dài, nhất là đối với chúng sanh ở cõi nam như thế này, nên chư tổ có thể lại mỗi năm có tới 3 ngày để cho hàng Phật tử mà họ cái tâm ơn cứu khổ cứu nạn của ngài đều được nhớ, thành ra 3 ngày. Còn các vị Bồ Tát khác thì Đức Văn Thù, Đức Phổ Hiền, Đức Thế Chí Lan Đà, ngay cả Đức Di Lặc nữa cũng chỉ có một ngày thôi, từ Đức Phật ra. Nhưng tất cả thì theo Phật giáo Nguyên Thủy thì cũng dù là chỉ ngày đang còn tháng Tư Tạc thôi, chỉ có một ngày đó. Nhưng mà bên Phật giáo Bắc Tông thì ngày thường Thế Chí Lan Đà cũng có 4 ngày, hàng năm có 4 ngày tưởng niệm ngày. Nhớ 4 ngày không? Ngày ngắn sanh, giờ tính ngày ngắn sanh như thế nào, xuất gia, thành đạo, giải thoát, bốn ngày hơn những ngày này. Và ba ngày trước chỉ là ngày một tháng hết, đến ngày nhập niết bàn mới nói đến tới ngày càng tổ càng thắng. Còn ba ngày trước tất nhiên là ngày giáng sanh, ngày xuất gia, ngày thành đạo, thì đấy ngày tám của tám tức là tiêu biểu ba thành đạo. Còn ngày thứ ba tức là để cái ngày viên dung vô ngại, nên nhân việc giới thiệu quan tâm một cái, chúng tôi cũng muốn nhắc đến những cái gì đặc biệt của Đức Quan Âm Bồ Tát. Ngài là một vị phổ Phật xuất thế phong hào quang, nói tới cái phần gọi là cao siêu á, có thể là ngài thành Phật trước Đức Thế Tôn, trước Đức Di Đà. Nhưng mà khi Đức Di Đà giáo hóa ở Tây Phương Cực Lạc thì ngài là thị hiện làm một người phụ tá, tức là Thị Di Đà của Cực Lạc Quốc Trung, trở Đức Ca Chúng Ta Mài Thánh Hậu. Thì tức là Thị Giả Thiên Hậu, Đức Phật Di Đà ở bên của Cực Lạc. Rồi còn trở hóa, tức là trở duyên giúp đỡ cái sự giáo hóa như Đức Ca ở cõi Tạng Mạng. Cho nên khi Đức Thích Ca ra đạo lỗ sanh thì Ngài cũng thể hiện là một vị Bồ Tát. Cho nên đối với các ngài đó hay là các vị cổ Phật thường thường là ưa ứng thân thị hiện để mà độ đời, hoặc bằng thân này hoặc bằng thân khác. Đối như người đọc thì nghĩ rằng là một vị giáo chủ thì nghe nói là một vị giáo chủ là Phật thì là tối tôn không thứ nó. Nhưng mà đối với hàng giám bộ hay là hàng nữ nhất, đó chỉ là một bổ nhiệm, hay là đó chỉ là một trong hạnh lợi thanh nhiệm thôi, chứ không phải nghĩ như người đời. Người đời tưởng là nên tới cái vực đó, các vực đó thì là ngon và là cao quý, thì đó như các cái phò khác của người khác không thể ngồi trên phò xe cũng như ngồi trên đó.
viên bác biến, bác biến tiền viên. Cũng như nên những cái gì đặc biệt để mà nổi đó thức thẩm ra. Nhưng mà khi đức thức ăn là ngày cũng thể hiện một ngày cũng thể hiện. Tôi làm nào cũng thể hiện mà. Thì đức thức ăn này, nhớ mình con nhớ 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 con
lực đó thì cũng như dầu cho một bà mẹ có thương con đến đâu đi nữa, muốn cứu bớt con ở dưới sông mê biển khổ, ở giữa biển đắm, ở giữa đại dương đi nữa, cho thương sẽ đắm đi nữa họ. Bằng cái gì? Còn cái này. Ý chúng tôi muốn nói cái ví dụ gì? Thành ra là gì? Nghĩa là nói cái ví dụ là quá sâu dày về căn tập. Chứ còn nếu mà người nào chỉ có một chiếc cái điện lực hay là ra cái hành động lúc này thì được. Nghĩa là được nhà chỗ nhà cỡ gì? Không có vị nào mà mang được cái danh hiệu, cái hiệu gì nhỉ? Thiên phụ thiên. Thiên phụ thiên. Chỉ cái quan thôi. Đó, thiên nè, hậu nè, nó thiên nè. Mà Đức Quan Thế Âm Bồ Tát là ngàn cánh tay và... Đây là nói lên cái ý nghĩa gì? Ý nghĩa cứu thế. Cái ngày cái tay này cũng mắt, nếu mà mình thấy cái sự nghiệp không nhanh thì thấy mà hôm nay có một ngày con mắt, không cũng mắt này thì nó thì nhanh hơn. Muốn nói về cái gì? Bây giờ quý vị làm được không? Được. Ở đây quý vị được không? Được. 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 Mà bây giờ đã thân để mà giúp đỡ, làm việc này, làm việc kia, mỗi ngày con tuy là cái tay thật, nhưng mà trong đó có những là hàng trăm, hàng chục, hàng ngàn. Nếu mà chúng ta đem những gì chúng ta thích thật, thì được rất là khả năng. Mắt xuống này, mắt đây, ngàn con mắt đây của Đức Quan Thế Âm là quan sát trên thế gian, thì mình cũng phải. Mình cũng không biết kém gì nhà không, nếu mà mình phát tâm được mình. Đó, mình quan sát thì như mà mình học tập được. Mình quan sát thế nào tôi chuyên vương về đồng tập. Thì không được như thường, cái thời chỉ có được quan sát được cái thêm hiểu là thêm của chính nhà. Thì bây giờ thấy, họ bị một chính bộ khác là một thằng khác. Mà họ tổ lại thì được quan sát mà quan đưa ra cái tâm hành của thằng của nhà là thêm của chính. Đó, nên Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
phải được thấy nhận nhận thì là cái bỏ đi mất đó. Còn ngày phải thì lúc nào phải đủ duyên dần dần hết cầu năng ngại. Thank you.
những cái tiền liên, những cái tấu tâm, những cái tầm não. Mày có hồng liên dũng xuất là là hồng là đó. Mày có không nói hồng là giống như xe này cũng là đó dũng này tự nhiên là cái tâm hồn của Đức Bồ Tát này vì cõi đời, vì người đời, vì tấm lòng của người đời đã khổ mà ngài mới xuất hiện. Chứ không phải ngài xuất hiện vì danh, vì lợi, vì tiếng khen, vì cái gì đâu, mà chính vì chúng sanh cho hoa sen màu hồng là chỉ cho cái hoàn cảnh. Dũng xuất nghĩa là cái chữ dũng đây á, ý nghĩa là hiểm, gọt lên gọi là dũng. Thì nói thì những cái hoa sen luôn luôn là ở dưới bùn này mọc lên. Thì cái tâm niệm Bồ Tát của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát muốn cứu đời cũng là vì thế mà phải vào trong đời có cứu đời được. Thế nếu mà ngài ở một cái thế giới nào khác thì làm sao cứu đời? Cho nên quý vị nên nhớ rằng có những diện thân ứng thân của Đức Quan Thế Âm để giúp đỡ thường xuyên trong hai không đâu, không phải mà khi nào mà chánh pháp trụ thế đến á thì các ngài ra đời nhiều khi một lòng phải dám nhận gì. Nhưng mà trong khi đời điên đảo mộng tưởng á, các ngài vẫn đi ra đời nhiều khi, nhưng mà không bao giờ dám nhận gì. Nếu dám nhận gì là ngài nghĩa là làm cái duyên mà cho người đời nó ác nhân ác đức nó khác, hiểu không? Quý vị hiểu ý nói thành nữa là quý vị tưởng là đừng tưởng là đời như thế này thì không có Đức Quan Âm có, nhưng mà khi ra không có Phật ra đời á, các vị Bồ Tát nói chung, Đức Quan Âm nói riêng á, thì các ngài ra đời là cũng như bao nhiêu người đời, không bao giờ dám cho ngài. Nếu dán một cái nhãn hiệu á là người đời không để yên đâu. Phải yên đấy. Nhưng mà phải có một Đức Phật ra đời, ví dụ như Hồng Đức Thích Ca Mâu Ni ra đời Ấn Độ, các vị Bồ Tát ở mười phương ra phải làm như thế. Còn nếu ở trong đời mình chưa có Phật ra đời thì các vị Bồ Tát nếu mà nhắn nếu mà học cái một cái là hoa sen màu hồng là chỉ cho là khác với màu thế gian, từ ở dưới xuống dưới là từ ở nơi tận ngũ được các thế này mà mọc lên mà vươn lên, vươn lên những cái gì vươn lên những cái lòng như Việt Nam bảo tháp là từ nơi chân tâm luôn hay là từ nơi chư Bồ Tát đi ra cái tâm sáng suốt, cái tâm mà trong sáng luôn thì cái chỗ này cũng vậy. Cái hoa sen màu hồng này nó mọc lên ở đâu? Tuy là ở dưới bụi tay có được hoa sen mà ta cây sen, nhưng mà sẽ được cắm lên trên những tổ cắm đó. Cũng như vậy thì quan tâm một thằng mặt dòng xuống gọi là tổ xanh, nhưng mà được cho đời sẽ được những cái lâu đài bằng tay đó, lâu đài đấy là chuyện một khó chịu, nhưng những cái tổ chuyện là mà
được ha. Mà nói phải cái con được thì tất nhiên là cái xung quanh phải tự nhiên không này, mà nếu mà nói cái cỡ này mà tuần lễ không bắt đi nghe không được mà. Vậy mà ham lắm, ai cũng biết không ham lắm, nhưng mà tuần lễ chứ còn không được mà cần lắm này. Cao giác thì còn đỡ hơn chút, cho nên cái thân này từ hợp phút cuối thôi. Cái khi mà cái ai lại ra tức cái thần, cái linh tánh mình nó còn ở trong này á, thì nó còn ngon lành nó, khi mà nó ra đi một cái thiệt thọ rồi á. Thế này con dân ta ra má. Thế giờ đó giờ ta má, có nhiều người cũng nhắc màu gần á. Cái hồn mà có cái chủng nhân âm, tức là có cái linh tánh nó còn ở trong này á, mặc dầu cũng chưa, cũng đủ cái sự bất tịnh, nhưng mà còn dám là còn, là bởi vì còn có sắc thái. Khi mà linh tánh mình ra đi rồi á, thì không dám nữa. Lúc bây giờ nhìn thấy nó ma lắm. Bây giờ phút trước là thấy người mà hôm qua là sợ, chừng sợ mà. Nhìn nhắc mộng mình là ta hai ba người rồi. Không dám không dám. Thank you.
nếu mà nhớ tiếp tu nữa thì lên, còn nếu mà không hồi tâm, chưa là hồi tâm đại là hay là mất hồi tâm. Nếu mà không hồi tâm là cả vấn đề, còn nếu hồi tâm thì lên nữa. Đó là một đề. Ta phải tránh lời ưu tối này, dứt được những cái sợi dây của phiền não ở cõi đời này rồi á, gia đình tiền vượt nè, gì ở đâu còn phải là tu 60 cái nấc thang rồi thì 60 nấc thang đâu mình được coi cái số 1 thế này nè, 60 thánh vị này á, là từ càn huệ cho đến diệu giác. Càn huệ tức là cái huệ sáng, nhưng mà sáng còn nằm ở trong cái vòng thấp, chưa có cao. Ngoài 57 địa vị còn thêm 5 còn thêm 3 vị thứ tự. Tất nhiên là quý vị học rồi mà, tất nhiên là học tín nè, học trụ nè, học hạnh nè, học đạo hướng nè, học gì đó nè, thấy không? Rồi tới 3 cái sau là đẳng giác, diệu giác và đắc giác gì đó. Cái này chỉ năng lượng. Rồi sợ cái nỗi mà nếu đi đúng á thì còn đỡ, mà sợ đi nó quên với lại mà lỡ mà nó sai một chút mà luân hồi xuống này mà làm một bà hoàng hậu chỉ tay nó không xuống à, lúc đó người ta xuống ỷ quyền ỷ thế đủ kiểu hết á, hay là một vị hoàng đế mà không được sắc xuống. Chứ hoàng đế như vua A Dục, hoàng đế như vua Lý Thái Tổ, hoàng đế như là vua Đường ở bên Trung Quốc thì ngon lành quá, để là đưa nhân gian lên đột đỉnh vậy quá. Sợ là vua mà cứ lo tài sắc danh thực ngủi. Trong bộ văn cú nói như thế nào? Ba vị thứ tự là năng tăng tiến, đó là năng tăng tiến, tức đẳng giác, diệu giác, duyên giác. 57 vị là sở tăng tiến, năng sở hợp lại cộng thành 60 vị, tức là 60 quả vị tu chứng. Nếu chúng ta không đi đốn giáo mà chúng ta theo tiện giáo là phải đi đo. Tiện giáo nghĩa là phải đi từng cấp. Còn nếu như đốn giáo thì đỡ, đốn giáo là vượt. Hoặc là có một cái xe bay, mình ở dưới cái cấp dưới này cái mình bay lên khỏi đi. Còn nếu khá nữa thì muốn thiên. Cũng như mà ai mà lên xuống sơn, nó lên sơn hoặc là một cấp bây giờ nè. Cao lắm thì mình cấp á. Rồi mấy cụ mà lớn tuổi cỡ 8 mấy trở lên á. Đó xuống. Đó, thì lên. Bốn người thần phẩm phù lên đến 60 thanh vị đại tăng ý thành phẩm, thì thành phẩm cũng sẽ là chuyển qua phần nào đó. Ý thành phẩm là tùy ý khởi vọng tưởng, tùy ý đạo mà khởi vọng tưởng là làm, là đang tự ra làm còn là liên 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 này chúng ta nhìn thấy bản thân là hai cái đó. Thì nào vị đầu tiên của Phật tiến đã thu phát được, nghĩa là mình mà bước lên cái nắp thang Phật tiến đầu tiên á, tiên á là cái ý sanh thân này mình thu nó được rồi, chuyển nó được rồi, chuyển nó trở thành không còn cái chuyện mà vọng tưởng biến chuyển nữa. Ấy là một trong 10 thân tướng tốt của các đức Như Lai. Tất nhiên là chuyển cái ý thức khỏi vọng tưởng đó, nó trở thành cái ý sanh thân. Ngoại đạo tà tâm khác, người tu phá khác đó, đem việc ngồi yên lặng xuất thần cho là việc cầu thắng. Ngồi yên lặng rồi xuất thần là cho cái việc đó là cái việc trong đời này cũng có, không biết đó chỉ là địa vị đầu tiên ở trong cửa Phật. Cái chuyện mà xuất hồn xuất thần đó, đó là cái chuyện tầm thường của nhà Phật. Nếu mà tu người ta ngồi thiền trong một thời gian thì cái chuyện đó là đã có rồi. Nhưng mà cái có đó là phải tự đương sự đó biết thôi. Nếu mà đương sự đó mà hở môi ra cái là xong chuyện. Nói mà đem ra bạn nghĩ là biết cái chuyện đó thì khó. Nghĩa là cứ ngồi thiền trong một thời gian đúng mức độ từ 6 tháng trở lên, nếu mà người ta trường đang đi giới tu hành đúng mức thì cái vấn đề mà như là xuất hồn hay là cái chuyện đó nó đâu gì mà khó. Đó là bước đầu tiên của cửa Phật.
nhưng mà không có quyền nói. Phải nói ra tất nhiên là cái đó nó tiêu ma là một. Nói ra thì ma chướng nó nhặt tâm, nó phá. Thành người ta giữ sĩ làm nhân nói. Tức đã có đặng cái ý sanh thân qua lại không bị ngăn ngại. Bây giờ đã đi lại tự tự tại một phần nào. Cũng như có người ngủ mê mớ nói ra lời. Ngủ mê lên mớ nói ra lời. Ngủ mê là những cái người tu tu đường tu thiền nhưng mà biết được một vài chuyện thành chuyện nói thành chuyện cái người ngủ nói hoặc là có nhiều người niệm Phật nhá nhưng ngủ niệm ngâm một lần nghe thành chuyện làm sao mà ngủ mà đã là ngủ thì là con niệm nhưng mà niệm ra được như vậy đó là cái người nó khá một phần thì tâm này nói nè cũng như có người ngủ mê đang mê mơ nói ra là mặc dù người ấy không biết trong khi đố mà người đó biết ấy. Ví dụ người đó mà niệm Nam Mô Quan Thế Âm mà nói cái gì đố biết mà cái người thức biết cái khi thức dậy rồi ấy, nhiều khi mình biết mình đã mớ biết sơ sơ thôi nhưng còn cái lúc nào mà quý vị nên nhớ quý vị thấy ma hay là quý vị thấy cái gì mà trong giấc chiêm bao mà quý vị niệm Phật là kêu cứu nhiều quá mà quý vị nhớ cái đó ấy, thì lại người ở ngoài nhớ được hai cái đó nó khác nhau mà cái mà mình niệm một cách trong trẻo mà người ta nghe được á hay là mớ nói chuyện gì đó đi lấy trên tòa nợ đường đi người ngoài ta nghe thì mình không nghe đố vậy hỏi cái người đó nói gì cho biết không còn ngược lại thấy mọc đề là những là thấy chim bao giữ sợ chết lúc có sợ chết niệm Nam Mô Bán Thế Âm Bồ Tát ra đường trên á thì cái tâm mình biết không mà người ngoài hai cái khác nhau thì đây là ta nói biết được một cái gì á, thấy không? Những cái gì mà có thể thiết thực nó được á, thì cái sự nhiễm màu đó ở bên trên sự nhiễm màu. Đương sự vẫn biết sơ sơ nhưng mà đương sự không thể dễ dàng ra được. Nếu mà đương sự mà dễ dàng ra là mang cái này. Đó. Còn trong khi mà đương sự là người tu đó. Cứ nói rằng tôi thấy Phật, tôi thấy Đức Di Lặc về biểu, tôi thấy Đức Quan Thắng về. Nghĩa là cầm siêu nhắc tôi cái này kia cái nào. Chưa phải. Người ta chưa bao giờ có cái điều đó. Nếu là người tôi chân chánh đúng đó, không bao giờ có cái điều đó. Đúng như cái kiểu mà mớ mà sợ chết rồi. Sợ chết rồi này cái kia nào, tôi la gì, Đức Quan Thắng được, nó còn ở mặt đó. Không có cảm thông thôi. Cái gì. Thì trong này ta nói cái ví dụ vậy thôi. Mặc dù người ấy không biết xong lời nói kia đã thành thấy không? Cái lời nói mà nói ra được đó ví dụ như nói rằng là đi đòi nợ dùng một chút thành công và cái đó cũng biết cái gì do cái chủng tử nó cũng tập lâu lâu rồi nó làm sao á rồi nói ra lời vậy thôi thì cái đó nó sơ khởi mà đắc thành tu thiền biết được cái gì đó là nó sơ khởi ấy là cảnh giới của ấm tưởng đó là cái cảnh giới của ấm đó ấm tưởng đó thấy không tức là tưởng ấm tưởng đó nếu động niệm dứt nếu cái động niệm dứt thì tư tưởng thô phù tiêu tan nếu cái động niệm nó dứt đi thì cái tư tưởng thô phù nó tiêu tan không còn nữa tâm giác minh trừ sạch bụi nhơ soi thấu đường luân hồi sanh tử đó, đi từ từ nghĩa là ở cái tâm sáng của mình giác minh tức là tâm mà sáng suốt giác ngộ đó từ dần ngủ nhớ đây là phiền não thì soi thấu con đường sanh tử ấy là việc âm ma thoát ly phiền não được đó là việc âm ma người ấy quan sát thấy rõ vọng tưởng dung thông là cậu gốc sanh tử nếu người đó mà cứ quan sát thấy rõ cái vọng tưởng tất nhiên là cho mình đứng cái này cho mình được cái kia cho mình được cái nào đó là bất thành tựu bây giờ người đến đây là tôi nói rồi tôi vừa nói nữa cái gì nó hiểu như vậy thì trong khi mình tu tập nhất là tu dịch thiền thì định có trạng thái gì hiện ra mình nên lưu tâm
trừ có những vị thiền sư mà nhắc dẫn mình tu qua những đi từng bước á, mà cũng lựa cái thời nào để mình thưa mình trình bày qua để cái đó thế nào thế nào, chứ còn đừng có nên kêu là phô trương được. Dầu là thấy mình có bay bổng được cũng đừng thôi, bởi vì cái đó không phải là thiệt của mình, mà cái đó là ma nó nghe. Bây giờ thiệt cái của mình là cái gì nè? Đó, quý vị nhớ được cái này, thiệt cái của mình là diệt phiền não. Diệt phiền não. Ngồi thiền để làm gì? Để diệt phiền não. Niệm Phật để làm gì? Để diệt phiền não vọng tưởng. Tụng kinh đúng mức á thì để làm gì? Để diệt phiền não vọng tưởng. Mà nếu mà mình cứ cho mình bay được, mình thấy được, mình chứng cái này cái kia là vọng tưởng. Mà cái đó là trùng tăng bệnh, đó là lập thêm bệnh, giúp cho bệnh nữa là chết. Thấy không? Đó không? Đừng mừng. Thì đây là cái câu trên mà nói tổng để quý vị thấy nè. Tâm giác minh trừ sạch bụi nhơ, soi thấu đường luân hồi sanh tử đó. Hai câu đó là nói cái câu tôi vừa giảng đó. Cái tâm mình làm sao cho giác ngộ sáng suốt để mà trừ bụi nhơ đây là phiền não. Thì như vậy đó thì mới soi thấu được đường sanh tử. Mà khi phiền não hết rồi, khi tâm hoàn toàn sáng rồi mới chiếu phá được sanh tử. Còn ngược lại thì cái đó người ta mới gọi là diệt được cái ấm ma, thoát ly phiền não được. Thấy không? Người ấy mà cứ quán sát thấy rõ vọng tưởng dung thông thì đó là cầu gốc sanh tử, tất nhiên là cái vọng tưởng. Cho nên người Phật tử tu niệm là diệt phiền não, diệt vọng tưởng. Nếu nói thấp, nếu nói gần là vọng tưởng, là cái tưởng nó vọng đầu. Còn nếu nói cao là phiền não, nếu nói sâu là phiền não. Cho nên người ta có cái câu đó rằng diệt phiền não để cõi lòng thường thanh tịnh. Cho nên người ta tu học, người ta không muốn chứng quả liền đâu. Nếu mà chứng quả liền á, dễ lắm. Không còn. Tu luyện một thời gian là chứng quả, nhưng mà cái quả đó không phải là cái quả đoạn vô minh. Bây giờ muốn đoạn vô minh là phải như thế nào? Là phải diệt phiền não. Đó là cái điểm chính yếu mà chúng tôi tin tưởng những gì đó. Thành ra đừng có mừng khi thấy một cái gì quý vị thành tâm thiện chí tu niệm đi nữa. Ví dụ mình gương ngồi như thế này thấy rõ ràng Đức Quan Thế Âm Bồ Tát mà, nghĩa là đi trước mặt mình, đi cùng quẩy tay quá một xa mà nó dồn mình hết trơn. Bởi vì đó là bọn cái đó có thể Đức Quan Thế Âm Bồ Tát thiệt, mà cũng có thể là Đức Quan Thế Âm Bồ Tát giả. Nếu nói tu thiền thì hoàn toàn đó là Đức Quan Thế Âm Bồ Tát giả. Nếu nói tu về tịnh độ các pháp môn khác thì có thể đó cũng là tùy cảm ứng chứng minh có Đức Quan Thế Âm thiệt, nhưng mà ít rất ít nên nhớ. Vì vậy cho nên bây giờ mình phải sao đây? Mình phải sao đây? Đi chùa ở nhà tu niệm hàng ngày, hàng tháng, hàng năm phải sao đây? Tức là giữ tâm hồn thanh tịnh, đừng cho nó phiền não. Một gì mà nó nổi lên, giận tức, si mê, tham lam, ngã mạn, nghi ngờ, chấp chặt, y kiên, cái gì đó, phải nó nổi lên. Đó là Phật đó, phải diệt cái là Phật á. Thế thì cái vô minh đó là cái sanh xuất là niệm, mà cái sanh xuất đó là Phật, Phật đó Phật thiệt. Cái sanh đó là sanh thiệt. Còn những cái ảo tưởng, tưởng mình luyện là không thiệt. Có thể là người ta Mỹ còn khảo thuật thì người ta cũng luyện được thôi. Nghĩa là bay từ bên đây qua bên kia thấy đó nè. Nó dở mà nó tắt điện một cái thấy bên đây qua. Hỏi cần cái thấy được không? Còn tu mà diệt thì nó sẽ nên diệt thì nó. Bây giờ cái cây thước quan trọng hết là quý vị Phật tử cứ hỏi lại là mình, hỏi lại là mình rằng lâu nay mình xưng là con của Phật, mình tiến được tới cỡ nào?
người ta chửi mình còn giận không? Người ta mắng mình còn hờn nữa không? Người ta nói thì không quá mình còn thấy không kỵ không? Mà nếu cái đó còn thì chưa được, phải làm cho được. Nó vậy đó thôi, đó là tu tập. Mà hãy lên tới mức độ nào là thánh thiện, lên tới một bậc là tứ quả, lên tới nữa là bích chi Phật, lên tới nữa là Bồ Tát. Cứ như thế mà làm chắc chắn thành Phật. Còn bây giờ quý vị mà cứ ảo tưởng bên ngoài tu mà muốn cho ở trong nhà nghĩa là có Đức Phật thì em phóng hào quang chốt mình mua điện rồi mình làm chốt mình quá trời tu con sự thật á. Bây giờ quý vị cứ muốn cái kiểu nào bây giờ khoa học nó đã đủ hết rồi là mua gì một lần dặn cái nó chiếu đủ kiểu thấy không, cũng như đèn mà nó treo đầu gì đó, gì đó phát tên là ta đi vòng các cái loại đèn gì đó nhà nó đâu có không thắp đèn cày lên cái nóng đó nó chạy. Tất cả mọi người nói chuyện Phật ở đâu thì mình thấy chú ý ra có mình nhớ mình nên mình cho cái thước tu tập mình lo tâm mình không ai biết mình là quý vị có thể đến trước chúng tôi quý vị nói quan bị chuyện này và hai lúc này còn tu tiến lên tu tu khá lắm thầy ơi, chỉ là ngon là cũng lắm, còn ai nói cũng nhậm nữa không, không sợ nợ nần bỏ hết, muốn được đòi không được rồi, nhiều cái nỗi khổ thì nó đỡ khổ, thì những cái chuyện đó chuyện ăn không à, cái chuyện đó nó không thành vấn đề nữa, bây giờ mình hỏi lại mình tâm hồn mình sáng suốt, ví dụ như trước đây một cái chuyện gì mà xảy ra mình thấy tâm hồn mình bấn loạn, lo chuyện này lo chuyện kia lo chuyện nọ, bây giờ một chuyện gì xảy ra dầu chuyện đó mà người ta nói tới tai mình đi nữa, năm nay là sao thái bà ông nhầm nó sạch nhạt mình cũng được có gì nữa sanh không hề ngã tử không hồi mình xa thủ hai cái bàn tay trắng sợ có cái gì đâu sạch nhạt chùa. Có những người sợ những con báo những người thầy cũng như sao cái đó khó cầm cầm nữa, nhưng mà vì chúng sanh kêu là gì muốn như vậy, mà nếu mà bây giờ mà quý thầy bàn ra nó còn người tu kia tôi chánh pháp ở trong cái sạch nhà đâu, thì nếu mà Phật tử nào mà không cảm hiểu á thì còn đỡ, còn đi chùa. Còn nếu quý vị nào cũng thông cảm á là ra khỏi chùa nói lúc này có chùa thì giờ ông nói gì ông không nghe không được, ông nói còn làm ông đang nói gì ông không à, thấy không, hay là có nhiều người nó ông chắc không sao, có lẽ vậy đó, thành ra phương tiện để mà đổ đầu rồi không thể đi chùa nữa, cũng tưởng là mình phải làm tự nhiên. Tuy nhiên cái vấn đề cúng đó cũng không phải là vô ích, tôi xin nói thêm hay không thôi là ông nói thêm rồi quý vị mình được, không phải là vô ích, là bởi vì dù sao đi nữa cũng là đứng hay là quỳ trước kiếm sáng, thấy không, đọc một câu chí tâm quy mạng lễ nam bắc đông tây trung ngũ đẩu trong thiên pháp thập nhị tôn phần nhị thập bát tố liệt phương ngôn cửu diệu pháp tinh chư thánh chúng theo quan hành theo đại bi đại nguyện đại thánh đại từ Phật quan chủ chiếu bổ mạng nguyên thần đại hạng tiểu hạng tinh quân đại dẫn tiểu dẫn tôn thần la kế nguyệt buộc bằng năm chủ chiếu kim mộc thủy hỏa thổ nguyện tiêu tai chiếu nguyện dẫn kế tường tiêu tai sức tạng cũng là chuyện tốt. Không vậy thì làm sao mình làm đám được. Nhưng mà cái đó là không là chánh pháp. Mà nếu mà ra độ sanh mà không có cái đó thì chúng sanh là chê, không có thành tới. Không phải đâu, có cái gì mà mình nhờ cũng sao, chú ông cũng lên, ông làm việc liền. Thấy không? Mà sao đủ cái thứ kia thì thôi, phải cũng vứt đi. Còn nhiều khi nghĩa là mình không khéo á, làm khấu tâm. Chừng nào cúng một lần, hai lần, ba lần, khi đã có cái sự thông cảm hiểu biết rồi á, thì lúc bây giờ mình giải thích. Giải thích là anh thua ra cái sự mà
cái nhân đời trước của mình sao, cái nhân hiện tại mình sao, mình đâu mình tu tập sao cho cái vấn đề đó cũng có lợi chứ không phải không lợi, nói vô ích là vô lý, vẫn có lợi nhưng mà lợi trong cái phước báo hữu lợi, nó không phải là siêu thoát. Còn đây là mình nói cái con đường siêu thoát, nếu con đường siêu thoát thì nên bớt cái đó đi. Còn cái mà cầu an, cầu phước, cầu thất có chứ không phải không có. Tôi đã nói là cái diệu dụng các ngài thương xót chúng sanh bọn đó. Nhưng mà cái đó nhiều khi mình làm việc cho các ngài thấy. Thấy không? Tu cũng là tu. Đức Quan Âm ngài cũng nhức đầu nhức cổ với chúng sanh này để đó đó. Tu không là tu mà hễ có gặp tai nạn là niệm bất kể trên biển này, đúng một ngày nữa. Thế nên chưa tới hải đảo niệm thôi rừng ven hết, thế nó cá mà cá tài dưới nó nghe nó cũng tội nữa. Còn cái niệm không á, mà hãy tới hải đảo bến tự do rồi là yên niệm, yên niệm đó. Nó tới niệm thôi. Mà cái nước mà thương thiên ta nó là có một cái luồng sóng gió, một cái niệm bất kể. Cá không có chứ không đọc lòng. Cái còn niệm quá đi. Mặt tâm, nước nó không sợ. Và mình cũng có cảm động. Bởi vì trong tâm mình nghĩ là cũng đau đầu nhất, nhưng thực hiện mình cũng là đây là mình sẽ không được được hết. Rồi nên bây giờ thứ một là quái quỷ thành ma ở trong cái tượng ấm ma của người tu thiền. Ngày sau đây thiện nam tử kia vì ấm thọ không được tà niệm, không gặp thành ấm họ tức là sắc họ tức là họ là sắc họ mới được nên phát sinh được viên định tâm khác tam a địa. Tam a địa tức là định nhất, tam a địa tức là tam a di, tam a di tức là thiền định. Khởi tâm ương tròn sáng, chúng tôi được khá xíu là được thế nữa, một bước nữa phấn khởi tinh thần. Họ có người thấy phấn khởi tinh thần diệt được sắc thánh ma thọ thánh ma lợi tinh thần khác chú xét tham cầu khéo léo. Lúc bây giờ chú xét tham cầu khéo léo để làm cầu thẳng thế nào thế nào đó cũng có cái sự công khéo lắm. Và bây giờ mình nhớ này, lúc bây giờ ma vương biết đạo ma nhân diệt thuận thiện nhập vào các người. Cho nên người ta nói người Phật tử phải phản giới là gì đó. Khi mà phản giới nó không nhập vô hỏi. Còn chỉ đến ngăn. Đó là cái một cái bình phong nó ngăn. Mà chứ nó không cơ. Thế nếu mà người mà tu á, mà không phản giới á, là chết là cái tiệm ngàn đó. Còn nếu mà phản giới nó rộng ra. Miệng nói kinh pháp khi mà nó gặp vào các người đầu nên nói kinh pháp qua ngày nó có nghe được lắm. Mấy thì cứ nói nghe được mà bây giờ sao mình học ra chỉ có pháp là nó tu thiền. Tất cả là nghe nói được sợ thì mình nói pháp mỏ thì mình nói nghe được. Người kia không biết là khỉ man nào, cái nó sợ đó. Tự nói rằng đã đặng niết bàn vô thượng, thấy chưa? Đến chốn tu Phật của thiện nam tử, tức là đến một pháp bảo tàng nào đó, thì chúng ta ở nhà không có nhà nhà sơ sinh đồ nào đó, ngồi trên tòa án tù nhận nói một cái chỗ cũ lên đây, tại con cũ lên thôi, tức là chỗ nào đó, bỗng nhiên hiện hình thì theo. Nó thật luôn không cần bị tâm gì cả. Nó như vậy đó. Khiến cho kẻ khác thấy dễ bị cám dỗ. Ngay hiện hình tạo thể thích. Có khi người thấy sao mà đứng tạo thể thích mà quan trang nghiêm vô cùng. Có khi thật phụ nữ. Hiện về thân đi. Hoặc ở nhà tối tâm, ở trong nhà tối tâm, đương nhiên là trong nhà tối tâm, còn kia
thì em đã không có làm. Thế nhưng con làm gì? Thế mà chưa tự nhiên được không? Làm cho mọi người lầm tưởng là Bồ Tát, tin chắc và công nhận lời nói cho là đúng, phá hoại luật nghi của họ. Ngờ theo tin là đúng đó, rồi nhiều khi phá một cái con đường du lịch nhiều phiền não khỏi lòng, khám lý là tương quan hay nhiều phiền não. Rồi cái gì thầy nói bộ nhiều chuyện cái gì mình tôn nghĩa là ăn thua cái chuyện cao thấp của mình đó, cũng học cũng cho rộng, học cũng cho tham, học cũng cho nghi, học cũng cho si chủ hết. Tùy phận hành động tham dục ô nhiễm, tham dục ô nhiễm này chuyển kia tham dục ô nhiễm, nhưng mà đủ chữ hơn cảm thấy khó. Nghĩa là quý vị có thể nói là cái này lợi như này là biết để đo hơn, còn cái trên quý vị khó đo hơn. Quý vị mà thấy cái ông nào tâm rất là hạn biết mà ở trong mình cứ kẹt kẹt ra là quý vị thích thấy không? Bao nhiêu quý vị thân ngài cho nó xuống hết tâm học nhiều khó không? Nhiều khá thì mình có làm sao có làm gì mà có nhiều thêm áo còn ngày tâm nhiên mình đã thân hợp mình đủ cái thêm áo hết mình có làm gì hết. Giả sử mà mình dịch hết thêm áo đâu đi nữa hoặc không cách ra làm rồi mà học ra ra làm chứ tôi nên thực hiện thêm nữa và thiền nắm một ngày ngày trong người hết có cái thêm có đó. Người bị ma vương nhập nói ra những lời cám dỗ, nói đủ loại giả dối đủ kiểu hết, nào đoán được việc đã qua tiên tri việc chưa đến theo. Thế khi nào quý vị đến chùa gặp quý vị nào các vị sư mà gọi là tu hành đúng mức á, có khi nào ai hỏi gì không? Từ khi nào quý vị hỏi ở nước là mặt trời đó là cái phương tiện chứ không bao giờ. Còn nếu mà gặp các vị sư đó người ta chỉ giảng đạo cho nè, chỉ nói pháp nè, chỉ biểu về tu niệm đi, chứ không bao giờ mà ông đem ra ông nói những cái chuyện những là tôi đoán thế này cho ông, tôi đoán thế kia cho ông, không có gì đó. Nào chỉ rõ việc kỳ dị kiếp lửa đau binh sát hại khiến người đạo đau sợ đủ hết, chứ không cái nói chàng ơi đây là còn 4 năm nữa sống đấy, chứ không có nói vậy. Nó dài năm nữa cái nước pháp này cũng bị giặt giả ghê lắm, giờ bị đi xuống đi thì ra tôi bây giờ quý vị ra thấy các chuyện này tới dưới thầy cái này có gì không ta. Khi có nhiều khi còn tới hỏi dạ thầy ông nước con nghe tiên tri vậy, có nhiều người nói đủ dạ thầy ông nước có đúng vậy ông nước, thì chỉ chúng tôi chỉ trả lời một câu thôi, yên tâm đi rồi tới cái ngày giờ nó không biết chỉ là chưa mời cũng thế không phải là có tôi không có là một vị nhân lắm đã tùy theo cái nghiệp lực đến ngày nay và khác như ngày mai. Nếu toàn chân mà tu thiện hết thì ngày mai nó vẫn, nếu còn chân mà làm ác hết ngày mai thì đã nằm lên rồi đến thành tất rồi. Ngày mai sẽ gặp ở dưới mặt bởi vì sao đến tuổi là có kinh nghiệm làm, thấy không? Cái kinh nghiệm làm tu chắc không là tu tôi nói rồi. Mà không khéo á là những cái ma nó sẽ nhập, mà nó nhập nó trở thành một cái nguy hiểm hơn. Do đó cho nên người ta nói là tuổi lớn không tu quá ma nghĩa là nó gia nhập trong họ ma trước, ma vương phá người trong thời gian đến lúc chán ngang họ tan. Thì cả nhóm ma giáo thầy trò ma giáo trốn khó tránh, khó trốn tránh định luật đơn hòa di tộc. Có gì như là gì? Nhà nhắn nó trốn cho nên trong nhà Phật nói á, kiểu những người đó là đại phòng ngữ
đâu không bị tài niệm. Tài niệm nó đã xa nên phát sinh phát minh viên tỉnh tâm pháp tam ma địa, nghĩa là phát sáng trong khi mà tu thiền. Tâm pháp ma địa là phát sáng trong khi tu thiền. Trong tâm vừa dung hòa có tham mật vừa nghĩ đến này nghĩ đến kia nghĩ đến gì phóng chấm tinh thần là cái tinh thần cũng không tham mật. Thế nghĩ đến này cũng phải có nhiều khi thì chỉ có bốn lúc ăn thì nó có bên nhà thấy không, và bây giờ cũng nghĩ thì nó chỉ tốt thôi cũng không đâu. Tu giác tìm cầu kinh nghiệm, tu giác nét tìm kinh nghiệm này cầu kinh nghiệm kia. Tình đó mà vương đâm bị trùng tình, nhập vào xác người, nhập vào xác người. Nguyện nói kinh pháp, thế mà người kia không biết ấy là ma nhập. Họ cho rằng kinh nghiệm là vô thường. Thank you.
người càng ngày càng cầu có trí huệ nó bừng sáng lên. Quý vị đã ngày nào mà đi sáng của mình. Nên cái đó là Phật đó. Đó là thành đó. Đó là sự nhân trọng của mình. Để từng tâm nghĩ cái gì là Phật hình. Để nghĩ gì khác. Ấy gọi là bạc bị bạc bị như là thế đó. Tôi già không tu. Mà mừng hạ hoại người tâm hồn càng lên lực nhà càng mở tác. Và hành động tham dục, mà ấy là nói
em đứng bên kia mà cứ gì cứ vô lại hoài nha. Còn tôi nói như thế này. Nó đơn giản tôi nói như thế này mà cứ gì không lại nói như thế đó. Cái sự gặp người là tôi mới kỹ dụng. Khi mà một người khác mà lại rất là sợ đó. Sợ một là một chút. Hai nữa là nó có rất là điều cực chẳng đã vì mình đã mang một cái sứ giả, cái bổn phận mà mình cũng tránh đốt ai nữa thấy không? Cái sự thật trong khi đó đâu nó đâu có cái gì ở đó mà kêu là nó có gì không? Có nhiều người là giữ lại lạnh nhạt thế sao? Nhưng nếu mà người tu chân chánh người ta sợ lắm, cực chẳng đã, rồi bây giờ không lẽ đó mình là tu hành, mình là một sư thì họ rồi thành ta muốn lễ cầu chúc trước ví dụ vậy đó, rồi sau đó vừa đứng xa xa cái bọn này là trong thầy nó làm sao ông thầy nó là cùng nữa, mình là phải ráng mà đứng mà chắp tay niệm Phật cái cầu Phật cũng bố quá cho nó hai thái cực đều là mình là tập hết á, một thái cực thì biểu người ta dạy mình đó cũng là ma, mà một thái cực đã là tu hành rồi mà lại sợ người ta lại bỏ dân chạy hết là đúng rồi đúng. Bởi vì cái đó là cái trách nhiệm riêng tư của mình. Nếu mình sợ vậy là mình ăn gắn mình cho mình đúng. Nếu mình không được đó là cái trọng trách riêng tư. Nhưng mà đừng con nên bảo rằng sau 1, 2, 3, 4 mình thấy cái này giữ lại nữa. Đó, Phật thật nè, Phật giả nè, Phật nam nè, Phật nữ Phật khác cũng thế. Vì chữ ngộ đây là ngộ lộn cho nên rất là nhiều phiền não. Không tụng kinh thì ba nghiệp tạo tẩu giờ đó mình tụng thật kinh hết thì ba nghiệp nó trở Phật ý nghĩa Phật dạy là Phật dạy còn tâm can nghiệp đánh đó là tiêu tâm sinh không còn không học không nẻo lưng học thanh tử si mê làm thật không biết chắc chắn tại sao vào những thời gian vốn khổ học nguy hiểm ta khổ đây nè nặng là phải khổ xưa có nè, có là cái nắp tử vì họ ấm hư thì giống như trên đầu nó khó không bị tà kiến nên được đại định còn sáng lúc bây giờ đại định kể em quan lại ở đó sắc ấm họ ấm rồi thì coi được khá mà hãy tới cái mức độ này nó sẽ đưa hạn một tức là còn tự ấm mà họ ấm quan tử nó nhắc cái chữ gì nữa rồi hành ấm thức là trong tam á thì là tức tâm thiền định đó, khi mình thiền định á kẻ còn sáng đại định viên dung lúc bây giờ mới vọng tâm tham ái căn bản cái là gì là tâm luyến ái cùng cực muôn cảnh theo vọng phong tất tâm lý để đại dụng động cơ này khát khởi liền bị ma nhắc dẫn vào cái gì không tức như là trong khi tâm định như vậy đó có tâm tham muốn nghĩa là bây giờ thấy mình quay một thao nó nhẹ nhàng nó thêm hoa mấy năm trước mà một đứa hai tấn như là còn thế kêu là những cái nhạc những cái hùng mạnh đó làm cho nó phụng pháp với tôi đấy nếu có được cái đề tiên nữ bình tâm cho nên nó điện đâu cho nên ở đây nói đó phản tức là ham cảnh họ. Cho nên tôi phải tìm cái ham cảnh Phật làm gì, thứ lo tinh tấn là tốt. Hãy tới cái ngày giờ nào mà diệt phiền ấm mình hiển lộ nguyên vẹn, cũng như lo hướng nước bỏ cây cam đi, từ có ngày nào khỏi, hãy đúng ngày giờ là nó. Cảm ơn cầm ca năng thôi theo, nào cũng như mô hóa thân còn là làm một người lao cứ học cứ nước cứ nó đi rồi cũng ngắn cái đó cũng ngắn cái thân hình cao nữa ở ngày giờ đó cũng như là đừng có gì tham vọng cho nên đúng là không bao giờ mà có nghĩ là hài lòng công việc công viên quả này mười năm đầu phải làm sao mười năm thứ ba phải làm sao mười năm thứ tư cứ như thế này thì mười ba các năm thứ gì nữa mà nếu mà thì xẹt về đến cái độ thì nó khó khăn nó dễ dàng mà còn nếu mà chưa xẹt được thì trở lại hoặc làm sao mà thành Phật lên được thế mà trong này cái là tham tham có người có tham ở đây nè còn có vị này nè chỗ đó thành vị đó
xem cùng thỉnh tập khó thở lắm, tham cầu khác. Lúc ấy ma vương thừa dịp cùng thiện, mở cửa đến môn. Miệng giảng nói kinh pháp, người kia biết. Là khen để cho nó mấy hôm nay còn được sai. Tôi nhớ kỹ qua nói gì, tứ đế của nó. Xong cái ma cảm thấy phiền não thôi. Cũng nói lớn, cũng chẳng nói lớn à, nhưng mà nói nhỏ đâu. Đến chỗ Tôn Nữ, đến một chỗ nào khác, chào thuyết pháp, thân có quay thật giả, còn quay gì lắm. Đó, khiến các thính pháp đã sinh lập kinh sợ thấy. Còn thấy là, sao ta vương á, cũng ngon lành lắm, nhưng mà thực đừng được. Rồi họ không có đâu, mà cũng có nghĩ thức lắm. Ui lắm. Vâng, tôi là đi làm được. Trong tháng tôi lớn rồi, mà cũng là một người lớn. Các tín giả làm vân nói, kể là các tín giả đâu là của Ma Vương nói. Cho nên nên nói là có tâm mà Phật mới lên phát thưởng một chú Pháp đã thành Phật. Đó là Phật đứng, Phật mới người phụ nữ cái năm bị con người hành năm cái nghiệp chú đó. Còn ở trong đó cái giải ra có một cái nghiệp chú không? Ma Vương. Không, thế là Phật nói. Nên biết những hạn có những hạn.
cũng có âm, nó âm tâm hành được Phật nói nhẹ nhàng, âm tâm hành phải hiểu thấu thanh thua tỉnh luôn hầu phải tránh nó đi. Còn nếu mà hãy ông vô cái hang đó anh làm phải ở trong thanh tử luôn hầu nữa. Giải thích bất quá gì được chúng ta không? Nếu mê mũi việc những cái tiền não lớn, tiền não nhỏ, tiền não căn bản, tiền não chi mà, rồi khi tiền não hết thì Phật thánh hiện, và Phật thánh hiện thì biết được thanh tử luôn hầu có những cái gì bên ngoài là những cái đó. Đó thì cần là đó là cái Phật phi thì cần có nhận thức và cái gì mà Thank you.